Hello, tôi mới chào các bạn. Ok, hôm nay chúng ta có đồ chơi gì đây? Thưa các bạn, trên tay của Peter là cái hộp mới toanh, mới mua từ Apple. Hồi nãy Peter chạy ra ngoài Apple ở South Coast Plaza và nhận cái hộp này. Peter order online và hồi nãy đi pick up. Cái này là cái gì? Cái này là cái Apple AirPod. Kỳ này nó ra cái mẫu này. Nhìn thấy ghét lắm và nó để cái chữ là AirPod Pro nữa, cho nên mình rất là khó chịu. Bây giờ thấy cái gì mà có cái chữ Pro là phải mua ngay. Ok, chắc là nó phải có cái gì hay lắm nó mới chơi cái chữ Pro. Ok, cái hộp này Peter chưa mở. Nãy giờ Peter về nhà cũng 2 tiếng rồi mà cũng đang bận công việc làm cho nên chưa có mở cái hộp này và cứ ngồi và cứ nghĩ là phải mở để nghe thử âm thanh nó như thế nào. Cho nên bây giờ làm cái video liền. Như các bạn thấy đây, cái giá này nó hơi chua hơi chát, 249 đô cộng thuế nữa là 270 mấy đô. Ok, bây giờ mở ra nha. Đây, ghi đây AirPods Pro Wireless Charging Case. Giờ bây giờ mở ra. Cái này là cái unbox luôn. Ok, mới lấy về còn mới toanh, thơm phức luôn. Thưa các bạn, là Peter đang quay với lại cái đang quay cái video này với cái iPhone 11 Pro Max với cái setting là 4K. Các bạn lát nữa bỏ lên Facebook coi, các bạn coi hình ảnh như thế nào. Hiện giờ Peter tắt hết đèn ở trong nhà này, quay cái ánh sáng âm tự nhiên. Ok, và trong cái hộp này mở ra có cái gì? Giấy tờ Design by Apple in California. Ok, không cần đọc cái này. Ok, đây, nó đây. Như các bạn thấy là Apple lúc nào nó cũng làm cái hộp rất là đẹp, màu trắng, nhìn rất là lịch sự. Cái packaging của nó, cái trình bày của nó thật là sang trọng. Peter là fan của Apple cho nên tất cả mọi thứ đều của ở nhà đều là Apple hết, không có một cái gì là không phải Apple, không có Windows, không có Android, tất cả mọi thứ là Apple, cúng tiền cho Apple rồi. Ok. Bây giờ bỏ này qua một bên để coi trong cái hộp này có cái gì nữa. Ok, bỏ qua một bên. Đây. Đây nó có cái dây charge. Cái dây charge này, nghe nói là kỳ này nó cho mình một cái dây charge mới. À. Ok, đây là cái dây charge. Cái này cắm vô cái đít. Ok. Cũng là Lightning. Nhưng mà cái đít, cái đầu này á là USB-C. Ok, rất là hay, bây giờ nó nâng cấp cho nên nó mới gọi là Pro. Giống như là cái iPhone 11 Pro Max của Peter á, là cái kỳ này nó cho cái dây charge là Lightning to USB-C. Rồi, Peter bỏ cái dây qua một bên. Có cái gì nữa đây? Cái này là cái gì? À, cái này, để coi. À, đây, mở ra. À, cái này nó cho mình hai cặp earbuds. Cái này là silicon earbuds, có nghĩa là mình gắn vô cái lỗ tai nghe và mà tùy theo lỗ tai của mỗi người nó cho mình ba cái. Hiện bây giờ cái medium nó đang nằm ở trong đây. Cái này là cái small, là nhỏ nhỏ nhất. Rồi cái chung nó đã gắn trong này rồi, và cái này là cái lớn, tùy theo lỗ tai mỗi người mình có quyền thay đổi cái này để cho nó vừa cái lỗ tai. Bây giờ Peter sẽ để cái này, lát nữa Peter sẽ nghe với cái earbuds medium coi nó như thế nào. Cái này cất qua một bên, có thể cũng không xài nữa. Rồi, bỏ qua đây. Và thế thôi, trong cái hộp này không còn gì khác nữa. Ok. Rồi, bây giờ bỏ qua một bên. Bây giờ bóc tem em này. Lát nữa Peter sẽ so sánh em này với lại cái cũ luôn nha, cho các bạn thấy. Đây là cái cũ của Peter đây. Và Peter rất là enjoy cái này từ ngày mua tới giờ, và bây giờ con gái của Peter nó bắt đầu nó lớn, và Peter nói là nếu mà con lo học giỏi, học hành tốt thì bố sẽ tặng cho con cái này. Con nghe thì cái này nó gọi là hands me down, có nghĩa là tiếng Mỹ nó gọi là hands me down, có nghĩa là lọt xuống cho người trong gia đình. Rồi bây giờ mở cái này ra. Ok. Mở ra. Vừa quay vừa mở cho nên tay nó hơi run run một chút. Đây, rồi. Cái thằng Apple này nó trình bày cái gì cũng rất là chu đáo. Mình nên học hỏi.
Rồi, đây, nó đây, cái hộp này đây. Và dưới đây nó có cái lỗ để mình charge. Dĩ nhiên là đây là nó cho mình cái dây charge Lightning mình cắm vào đây. Và cái này mình cắm vô cái ổ charge USB-C. Có thể dùng cái cục charge của cái iPhone Pro Max luôn. Ok, bây giờ mở ra. Oh, trước khi mở ra các bạn coi nè, cái kích thước nè. Cái này là cái thế hệ cũ. Ok, cái này là cái mà Peter hiện đang dùng. Cái này là cái mới kỳ này. Ok, cái hộp này á, nó bự hơn, bự ngang hơn. Tuy nhiên nó ngắn hơn. Yeah, như các bạn thấy này, nó ngắn hơn, nó thấp hơn. Lý do lát nữa các bạn sẽ thấy. Ok, rồi mở ra. Wow, đẹp quá. Tuyệt vời. Rồi, giờ lấy hai cái ra nha. Cái hộp đây. Và dưới đây như các bạn thấy là mỗi lần mình bỏ cái này vô là nó charge. Ok. Và khi mình mở ra là nó có cái đèn xanh này cho mình biết là hiện bây giờ là pin nó là đang đầy. Ok. Lát nữa Peter sẽ nói về vấn đề charging. Nhưng mà trước mắt là để cho các bạn coi gần. Đây. Wow. Phê quá. Quá đẹp. Cầm thấy đã ghê luôn. À, kỳ này Peter mua đó, thật sự Peter ước gì mà nó làm màu thêm một vài cái màu khác, ví dụ như là màu đen hoặc là màu xanh đi, màu xanh midnight green đi, giống như là cái phone iPhone 11 Pro Max của Peter. Tại vì cái này á, nhiều khi đeo á, cái màu trắng này á, nó nhìn nó rõ quá. Nhiều khi nhiều người ta không có chơi công nghệ, người ta nhìn mình nó tưởng như là mình là người thằng này điên hay sao. Nhiều khi mình đeo cái này giống như là cục bông gòn á, Peter hay nói giỡn là đeo cái này giống như là đeo cục bông gòn. À, người ta nhìn hay nhìn mình với cái con mắt mà giống như là đâm chiêu quái chiêu lắm, thấy này nó weird. Ok, ước gì cái thằng này nó làm ra cái màu màu đen hoặc là những cái màu khác để mình lựa chọn. Nhưng mà Apple thì như các bạn biết á là nó cứng đầu lắm. Ok, mày thích tao thì mày chơi chứ tao làm vậy đó, mày không thích thì thôi đi chỗ khác. Ok, nhưng mà thưa các bạn, là Peter là Apple fan cho nên cái gì mà Apple nó làm ra là Peter cũng ráng ráng năn nỉ bà xã ha. Ờ, em ơi, ngày mai nó có cái này hay lắm, anh phải mua đó. Thì đây là cái earbuds. Ok, so sánh cho các bạn thấy hai cái khác nhau. Đây là cái hộp khác nhau, cái về kích thước. Và nó khác nhau cái gì nữa, như các bạn thấy nè, cái cũ đây, cái mới đây, cái mới nó ngắn hơn, như các bạn thấy là nó ngắn hơn. Thì vì nó ngắn như vậy nó sẽ đỡ thô hơn. Ok, à, cái thằng mới á, như các bạn thấy nó u ra, nó bự hơn, nó mập hơn. Lý do là tại vì á, ở trong này hiện bây giờ nó có cái driver mới. Và với cái driver mới, cái hệ thống mà speaker ở trong này á, nó sẽ cho cái tiếng bass mạnh hơn, là tại vì cái driver này nó bự hơn. Nó bự hơn cái driver này. Ok, và vì thế cái âm thanh nó sẽ hay hơn, cái âm thanh nó chất lượng hơn. Nhưng các bạn thấy là cái hình thù nó rất là khác. Ok, nó ngắn hơn và nó sẽ gọn hơn. Peter rất là thích. Ok, chưa nghe thử mà Peter đã cảm giác có cái cảm giác là nó phải ngon rồi. Và cái này nó cho cái chữ pro là dĩ nhiên là phải có cái gì hay hơn nó mới pro. Như các bạn thấy đây, nó đã gắn sẵn cái bass mà kích thước medium rồi. Okay. Một cái mà Peter muốn nói cho các bạn nữa là, tại vì Peter cũng có rất là nhiều cái headphone, in-ear headphone. Như các bạn mà theo dõi mà quen với Peter thì Peter cũng có chơi headphone rất là nhiều. Hiện bây giờ ở nhà Peter cũng có 3 cái headphone. Một cái của Shure, một cái của AGG và một cái của cái hiệu gì tự nhiên quên. Cũng khá nổi tiếng. Emotiva. Okay. Thì với cái earbuds này nó giúp cho chúng ta, khi mình đeo vô cái lỗ tai á, nó có cái silicon này á, nó sẽ bít cái lỗ tai, và vì nó bít cái lỗ tai, âm thanh nó sẽ chắc hơn, rõ hơn, mình không có bị tiếng ở ngoài nó nhiễu vô. Ok, bây giờ Peter sẽ đọc một số cái thông số cho các bạn. Bây giờ Peter cất cái cổ qua đây. Ok, bây giờ nói về cái thông số một chút xíu. Đẹp quá, cầm rất là nhẹ nha. Ok, để chút nhất là để Peter coi. Bằng nhau nha, kích thước và trọng lượng bằng kích thước thì khác nhưng mà trọng lượng thì Peter cảm thấy là bằng nhau.
không có cái này không có nặng hơn, tuy nhìn nó bự hơn, nhìn nó mập hơn, nhìn nó gấu hơn, và vì nó có cái driver bự hơn và âm thanh, vì cái driver bự hơn cho nên âm thanh nó sẽ mạnh hơn và cái tiếng bass nó sẽ đầm hơn. Peter thích nghe nhạc mà có nhiều cái tiếng bass nó đầm, thì với cái thằng này Peter biết chắc là âm thanh nó sẽ hay hơn. Và như các bạn biết là Peter là audio buff, ok, Peter chơi audio âm thanh nữa, cho nên Peter không thể nào mà nhịn cái AirPod này được. Nó mới announce là Peter đi ra lấy liền, sáng nay Peter chạy đi lấy liền. Cái đầu tiên Peter muốn nói là cái AirPod Pro kỳ này của Apple nó có cái hệ thống nó gọi là Active Noise Cancellation, có nghĩa là nó chống âm thanh nhiễu ở ngoài. Khi mình nghe nhạc hay là mình đeo cái này vô lỗ tai á, nó luôn luôn lúc nào nó cũng chống và nó hoạt động và nó chống những cái âm thanh nhiễu ở ngoài, có nghĩa là mình nghe nhạc không bị ồn. Noise cancellation rất là tốt cho những người nào mà đi máy bay hoặc là đi đang ngồi ở trên xe bus hoặc là ngồi trên subway hoặc là đi ra cái chỗ nào công cộng mà rất là nhiều cái âm thanh xung quanh, mình muốn nghe nhạc, mình muốn nghe podcast, mình nghe cái gì đó nó không có bị âm thanh ở ngoài nó nhiễu vô, thì thằng này nó có cái active cancellation. Và cái hệ thống nó làm việc như thế nào, như các bạn thấy cái miếng đen này không? Ở ngoài đây. Ở đây nó có một cái microphone và cái microphone nó chĩa ra ngoài. Vì nó chĩa ra ngoài bên này á, có nghĩa là nó cái microphone đó nó sẽ nghe những cái âm thanh mà ở ngoài đời, ở ngoài, và nó khi nó pick up cái âm thanh này nó đưa vô trong cái hệ thống này và nó xử lý á, thì nó sẽ giảm, nó sẽ có bộ xử lý và nó giảm những cái âm thanh ở ngoài vô tới đây, và từ đây á nó sẽ có một cái microphone ở trong này nữa, và cái microphone đó kết hợp với cái microphone ngoài đây để mà cuối cùng nó cắt giảm hết tất cả những cái âm thanh nhiễu ở ngoài và nó đưa cho chúng ta âm thanh trung thực nhất vô lỗ tai của chúng ta. Ok, cho nên cái miếng đen này là các bạn thấy á là nó là cái mesh. Ok, và cái mesh này nó có cái microphone và cái microphone đó dùng để hỗ trợ cái chức năng active noise cancellation. Tiếng bass nó sẽ hay hơn, hồi nãy Peter có nói rồi, vì cái driver kỳ này nó cho một cái driver mới hơn, bự hơn. Và cái driver này Peter cũng muốn nhấn mạnh nữa là một cái loại driver mà nó có cái dynamic range, cái độ mà giải tầng của âm thanh á dài hơn, bự hơn. Và cái dynamic range nó rộng hơn, cộng với lại song song với lại cái dynamic range nó cho một cái amplifier mạnh hơn, cái bộ mà kích cái gì tiếng Việt Nam mình gọi là cái gì, tiếng Mỹ gọi là amplifier, thì nó sẽ cho cái âm thanh nó mạnh hơn, powerful hơn, và để nó kéo cái driver này mạnh hơn. Ok, ở trên cái này kỳ này á, nó có một cái hệ thống nó gọi là transparency mode, có nghĩa là mỗi lần giả tỷ mình đang nghe nhạc, mình đang đứng ở trong đám đông, mình đang nghe, và giả tỷ như ai nói chuyện với mình á, mà dĩ nhiên là nếu mà mình có cái active noise cancellation thì dĩ nhiên là người ta nói chuyện mình không nghe, nhưng mà nếu mà mình muốn cái âm thanh ở ngoài nghe được á, thì mình bóp cái tay mình ở đây nè, ngay đây một cái, đây nè, bóp ở đây một cái, thì nó sẽ chuyển cái earbuds này thành cái hệ qua cái hệ gọi là transparency mode. Lúc đó là mình vừa nghe cái âm thanh ở trong lỗ tai, đồng thời mình vẫn nghe được âm thanh xung quanh ở ngoài, có nghĩa là mình đứng mình nói chuyện với người nào đó vẫn bình thường, và nó cân bằng cái âm thanh rất là hay. Ok, cái này cái transparency mode đó là Peter biết chắc là Peter sẽ dùng nhiều, tại vì nhiều khi Peter đạp xe đạp, Peter đứng lại, Peter đi vô toilet đó, Peter không có muốn hoàn toàn nghe cái âm thanh này, tại vì Peter muốn là mình kiểm soát cái âm thanh ở ngoài nữa, để mà có chuyện gì mình còn biết được, thì lúc đó mình sẽ bấm một cái, nó sẽ chuyển qua cái transparency mode, là mình vẫn được nghe nhạc, tuy nhiên mình vẫn được kiểm soát và mình nghe được cái âm thanh xung quanh mình ở ngoài hiện trường. Ok, hồi nãy Peter nói rồi là cái này kỳ này nó cho mình ba cái earbuds kích thước 1, kích thước medium. À đây, như các bạn thấy đây, kích thước nhỏ, small, cái mà hiện nó đang gắn trên này là medium và đây là large, tùy theo lỗ tai mỗi người ha, mình có thể thay đổi. Và Peter biết chắc là cái earbuds này á, sau một thời gian nó sẽ dơ, thì mình cũng có thể tháo ra mình rửa, ngâm vô nước rồi mình rửa. Và thứ hai là cũng có thể là mình mua, nó sẽ bán, Peter biết chắc là nó sẽ bán, và third party chắc chắn là nó cũng sẽ bán nữa để mà mình chúng ta thay. Tại vì hồi xưa Peter có mua một số cái earbuds, chắc là lục cái cũ ra coi coi không biết gắn vô đây dùng được không. Ok, nhắc lại là
cái hình thù cũ và cái hình thù mới. Cái hình thù mới nó ngắn hơn, và vì nó ngắn hơn á, nhìn nó đẹp hơn, nó gọn hơn, không có quái dị. Tuy nhiên nó mập hơn, nó dày hơn, nó gấu hơn. Là vậy vì kỳ này âm thanh nó mạnh hơn. Wow, đẹp quá. Ok. Cái pin kỳ này nó sẽ chì hơn. Đây là cái cục chart pin. Theo như cái thông số á, là kỳ này á, mình sẽ nghe được 24 tiếng với một cái charge. Có nghĩa là nếu mà mình charge cái cục này đầy á, là mình sẽ dùng được 24 tiếng. Tuy nhiên mỗi lần mà mình nghe cái cặp này, mình nghe á, mỗi lần mình nghe là 4 tiếng rưỡi. Sau khi 4 tiếng rưỡi mà hết pin á, thì mình bỏ cái này vô, mình charge. Mình bỏ vô cái cục này mình charge, và mình lấy ra mình nghe tiếp, thì mình sẽ nghe được tổng cộng là 24 tiếng. Sau 24 tiếng thì cái thằng này hết pin. Ok, thì lúc đó mình charge nguyên cục này. Nhưng mà thưa các bạn, là 24 tiếng vậy là quá dư. Peter chưa bao giờ, với cái nặng nhỏ này, Peter chưa bao giờ dùng hết pin nó trong một ngày. Ok, cái này rất là hay, cái pin này rất là chì. Giả tiện như bạn bè nào mà đi lên máy bay, mà đi travel, ví dụ như mình ở Mỹ, mình bay về Việt Nam á, là 16 tiếng. Bảo đảm là với cái bộ này là mình có thể không cần phải charge nữa. Tại vì mình cứ nghe hết 4 tiếng rưỡi, bỏ vô đây, nó charge, rồi mình nghe tiếp. Mình nghe được tới 24 tiếng. Một cái hay nữa là giả tiện như cái thằng này nó hết pin. Ok, mà mình cần nghe gấp, mình có thể bỏ cái này vô đây charge, chỉ cần 5 phút thôi. Charge trong 5 phút thôi thì cái thằng này mình sẽ nghe được 1 tiếng. Còn nếu mình để hơn, mình để 15 phút, 20 phút thì mình sẽ nghe được 4 tiếng rưỡi. Đó là nó có cái hệ thống charge, một quick charge. Một cái hay nữa là kỳ này, thằng này nó chống nước. Ok, có nghĩa là nếu mình đứng ở ngoài mưa, mưa nó nhiễu vẫn không có bị hư cái thằng này. Và thứ hai nữa là những người tập thể dục, ví dụ như là Peter đây, Peter đạp xe đạp rất là nhiều. Và lúc nào Peter đạp xe đạp, Peter cũng đeo cái này để nghe nhạc hết. Và với cái water resistant, cái chống mưa giống chống nước kỳ này của cái thiết kế mới này á, là rất là giúp cho những người tập thể dục, nhất là Peter tập thể dục, thì nước nó vô cái này cũng không sao. Mình chỉ cần lau khô một cái là xong, nó không có bị hư. Ok. Đó là những cái chức năng và những cái thiết kế mới của cái này. Nó gọi là Apple AirPods, và nó có thêm cái chữ Pro. Thưa các bạn, là cái thằng này á, cái giá nó hơi cao, nhưng mà với Peter thật sự mà nói, cái này nó tới $249. Okay. Nhưng mà đối với Peter, thưa các bạn á, là Peter cũng đã mua rất là nhiều đồ công nghệ và nhiều cái headphone. Với cái giá $249 này, với những cái thiết kế mà của thằng Apple này, Peter thấy rất thật sự là không mắc lắm đối với Peter. Tại vì Peter là dân chơi audio, Peter cũng có rất là nhiều kinh nghiệm về audio. Trong những cái video kế, có thể ngày mai Peter sẽ đeo cái này đi ra park, và Peter sẽ chứng minh cho các bạn và cho các bạn thêm những cái trải nghiệm của Peter về chất lượng âm thanh. Và thứ hai nữa là để coi khi mà tập thể dục, chạy bộ hay là mình lắc qua lắc lại, cái này nó có rớt không. Mà như các bạn thấy là Peter chỉ có kẹp vô ngón tay tí xíu thôi mà nó vẫn vững chắc đây. Này, như các bạn thấy nè, không rớt. Quá. Đó, như các bạn thấy ha. Thì đây là cái video unbox trên tay cái AirPods. Lát nữa Peter sẽ nghe và Peter sẽ trải nghiệm và cho các bạn biết cái cách setup cái này. Cái này setup cũng rất là dễ thôi. Mình mở cái này lên, mình mở cái iPhone lên là tự động nó kết nối. Hiện bây giờ Peter đang quay cái video này với cái iPhone cho nên Peter không có kết nối được. Nhưng mà kết nối rất là dễ, rất là nhanh. Đó là một trong những cái hay của Apple. Apple nó chế đồ ra, nó làm rất là đơn giản cho người dùng. Ok, kết nối qua Bluetooth, và trong cái kết nối đó xong, mình đi vô trong cái Bluetooth của nó và mình sẽ chỉnh. Nó có nhiều cái để mình chỉnh, ví dụ như là khi mình nghe nhạc, mình sẽ bấm cái bên tay trái hai cái để trả lời điện thoại, rồi bấm một cái để ngưng nhạc, rồi bấm một cái để tới nhạc, rồi lui nhạc đại khái vậy, vân vân. Những cái đó Peter sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video khác. Ok ha, rồi thân mến các bạn, đây là cái Apple AirPods Pro mới đem về kèm trên tay, và đây là cái hộp charge. Bỏ vô cái hộp charge. Đây coi. Đây, bỏ vô. Nó sẽ nằm như vậy, rất là đẹp trai. Đóng lại, tắt đèn. Đây là cái hộp cũ. Cũng màu trắng luôn, silicon luôn. Dưới đây là cái lỗ để charge.
Ok, thôi thân mến chào các bạn, hẹn các bạn trong cái video chia sẻ các bạn cái chất âm của thằng này. Bye bye.